Cô xin chào các em học sinh lớp 3 đã đến với buổi học online của trường tiểu học Trung Nhất. Chương trình này sẽ giúp các em ôn lại kiến thức cũ và học kiến thức mới tại nhà. Hôm nay cô sẽ giúp các em học bài lớp 3 tuần 21 tiết 103 luyện tập. Chúng ta nhé. Đầu tiên cô sẽ ôn lại kiến thức đã học cho các em. Các em thực hiện phép tính 8.000 trừ 5.000. Các em còn nhớ tính nhẩm chưa? Bài này chúng ta đã được học rồi. Bạn nào cho cô biết 8.000 trừ 5.000 bằng mấy nghìn? 8.000 trừ 5.000 bằng 3.000. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã lấy hàng nghìn trừ hàng nghìn, 8 trừ 5 bằng 3. Các bạn hãy thực hiện 4 phép tính ở dưới cho cô nhé. Cô và các bạn cùng làm bài. Chúng ta cùng sửa bài nhé. 7.000 trừ 2.000 bằng 5.000, 6.000 trừ 4.000 bằng 2.000, 9.000 trừ 1.000 bằng 8.000, 10.000 trừ 8.000 bằng 2.000. Chúng ta cùng thực hiện tính nhẩm. Bài 1. Các bạn hãy dở sách ra bài tập toán bài 100 trang 17. Chúng ta cùng thực hiện. Cô mời các bạn làm bài. Sau khi làm bài xong, các bạn hãy theo dõi trên màn hình và chúng ta cùng sửa bài nhé. Sang bài tập 2, đề bài yêu cầu gì? Đề bài yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Bạn nào còn nhớ muốn đặt tính và làm bài đúng ta phải làm như thế nào? Đầu tiên các bạn nhớ dùm cô viết số cho rõ ràng, đặt tính thẳng hàng và làm bài cẩn thận. Cô mời các bạn đặt tính và làm bài. Chúng ta cùng sửa bài 2 nhé. Cô mời các bạn nhìn lên màn hình, kiểm tra lại bài của mình. Chúng ta qua bài 3 tìm x. Bài A, x cộng 7.500 bằng 8.500. Bạn nào có thể cho cô biết x được gọi là gì? X được gọi là số hạng chưa biết. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết ta làm sao? Ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Riêng bài B, 8.400 trừ x bằng 400. Các bạn cho cô biết x trong bài B được gọi là gì? X được gọi là số trừ. Vậy muốn tìm số trừ ta làm sao? Các bạn sẽ lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Cô mời các bạn thực hiện bài A và bài B. Cô và các bạn cùng sửa bài nhé. Các bạn hãy nhìn lên màn hình và chúng ta cùng sửa bài. Cô có lời ngợi khen những bạn đã làm đúng, chính xác. Còn những bạn nào làm còn sai, các bạn sẽ cố gắng hơn nhé. Chúng ta cùng nhau thực hiện bài 4. Đây là bài toán giải. Có lời giải. Muốn làm được bài này, các bạn nhớ đọc kỹ yêu cầu của đề bài nhé. Một siêu thị có 3.650 kg cá. Buổi sáng bán được 1.800 kg cá. Buổi chiều bán được 1.150 kg cá. Hỏi siêu thị đó còn bao nhiêu kg cá? Các bạn gạch dưới cho cô những gì đề bài cho và đề bài hỏi. Bạn nào có thể cho cô biết buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu kg cá và buổi chiều bán được bao nhiêu kg cá? Cả hai buổi bán được bao nhiêu? Con sẽ thực hiện phép tính gì? Sau khi con tìm được số kg cá của buổi sáng và buổi chiều bán được là, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm số kg cá còn lại. Các bạn hãy thực hiện phép tính này nhé. Cô và các bạn cùng sửa bài. Số kg cá cả hai buổi bán là 1.800 cộng 1.150 bằng 2.950. Số kg cá siêu thị còn lại là 3.650 trừ 2.950 bằng 700 kg. Đáp số 700 kg. Bạn nào có lời giải và phép tính giống như cô? Cô ngợi khen các bạn đã làm đúng. Còn các bạn nào làm chưa đúng, chúng ta cần cố gắng thêm nữa nhé.
Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn khỏe, học tập tốt. Cô chào các em.